Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 3 giờ trưa thứ hai. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2023. Mình đang ngồi uống trà đá. Xin mời các bạn uống trà đá. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Trưa thứ hai, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Tỉnh thoảng mình chia sẻ với các bạn, mình hay dùng cái từ, có một số người Việt Nam của mình, người ta chỉ có nhìn cái lợi trước mắt mà người ta không có nhìn cái hậu về ở tương lai. Thì hôm nay trong cái nội dung này, mình muốn dẫn chứng, chia sẻ cụ thể cho các bạn về cái bằng chứng, cho các bạn hiểu tại sao mình gọi là những cái lợi trước mắt. Do mình sống hấp thụ cái nền văn hóa của Mỹ cũng trên 30 năm, cho nên mình nhìn được cái văn hóa của người Mỹ, người ta rất là khác. Các bạn thấy trên thế giới này đâu có một cái quốc gia nào mà người ta mua dầu về người ta dự trữ đó. Còn nước Mỹ thì các bạn thấy hả, mấy chục năm trước, cả trăm năm trước vậy đó, nước Mỹ người ta, chính phủ Mỹ người ta mua một cái thùng dầu có khoảng $10, người ta bỏ vô cái kho dự trữ của liên bang, bỏ vô cái kho dự trữ nước Mỹ dầu á, dầu để mà chế cái khí đốt xăng rồi đó. Thì cách nay có khoảng chừng 50-60 năm, người ta mua một thùng dầu có $10, ai sống ở Mỹ cũng biết đó. Ta bỏ vô kho dự trữ, người ta dự trữ. Đó là người ta nhìn cái hậu và cái tương lai ở phía trước. Thì cái lợi trước mắt nó hiện bây giờ là cái giá, thỉnh thoảng cái giá một cái thùng dầu nó lên trên $100. Mà các bạn thấy nước Mỹ không, đâu bây giờ người ta bán đâu. Lên $100 cũng dẫn hợp đồng, cũng dẫn mua $100. Còn các hãng máy bay ở bên nước Mỹ, mấy cái hãng máy bay ở Tây Phương á, thì khi nào mà cái giá xăng máy bay mà nó xuống nhiều đó, người ta hợp đồng, người ta mua dự trữ luôn, mua cái lúc xăng nó rẻ, để khi nào mà cái giá xăng nó lên á, thì người ta không có bị tốn nhiều tiền. Đó là cái người ta nhìn được cái tương lai phía trước. Đó thì chẳng qua mình sống ở Mỹ lâu thì mình thấy cái văn hóa của Mỹ, người ta làm cái gì người ta tính từng chi tiết, người ta tính về cái tương lai, cái hậu, các bạn biết không? Kể cả nhà cửa cũng vậy, người ta xây cái nền, cái móng, người ta nghĩ tới 200-300 năm, cái căn nhà nó vĩnh viễn luôn, hay là một cái cầu đó. Thì người Việt Nam của mình nó có cái văn hóa, thì khi các bạn mà đi du lịch đó, người ta chặt chém các bạn, đó là người ta chỉ có thấy cái lợi trước mắt thôi. Tại vì giống như cái văn hóa của mấy cái người Tây Phương hay cái văn hóa của nước Mỹ đi, ai mà đi tới cái địa phương của mình du lịch đó, phải không, thì cái văn hóa của Tây Phương đó, người ta đầu tư, người ta niềm nở, người ta nhiệt tình, người ta giúp đỡ mình tận tình, người ta làm cái môi trường, phòng vệ sinh, công viên đồ gì đó. Người ta tranh đua, các địa phương người ta tranh đua, người ta làm công viên đồ, môi trường đồ cho nó tiện nghi. Người ta làm như vậy để người ta đầu tư, thì mai mốt á, mỗi một cái cuộc lễ nào tới mà gia đình của các bạn đi tới cái địa phương á, các bạn ăn xài tiền, các bạn làm cho cái kinh tế của cái địa phương đó. Còn ở bên Việt Nam mình á, mấy cái người buôn bán á, mấy cái người bán nhà hàng ở những cái khu du lịch á, người ta chặt chém, người ta không nghĩ về cái tương lai. Cái lợi trước mắt á, là người ta thấy á, là gia đình mấy chục người mình đi tới mình ăn nhậu một cái chầu, phải không, 2-3 triệu. Thì thay vì á, nếu mà mình nghĩ về cái tương lai á, mình 2-3 triệu đó, mình đi ra mình bớt người ta, hay là mình đừng có tính người ta chặt đẹp quá, mình tính giá phải chăng. Thì cái hậu, cái tương lai đó là cái gia đình đó đó, mai mốt mà có lễ lộc á, người ta trở lại Vũng Tàu, người ta còn trở lại cái quán của mình, người ta ăn. Các bạn biết không, nếu mà mình không chặt đẹp người ta, người ta về cái địa phương, người ta đi về những cái nơi ở dưới miền Tây, hay là ở Hà Nội, hay là người ta đi về những cái tỉnh thành, người ta sẽ truyền miệng nhau, người ta nói mai mốt nếu mà thằng A, thằng B, thằng C mày có đi du lịch qua Vũng Tàu á, mày ghé qua cái quán ốc, cái quán lằn nướng đồ vậy đó, cái chỗ đó, quán A, quán B, quán C vậy đó, đồ ăn nó ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình, giá cả phải chăng. Đó thì người ta truyền miệng với nhau. Thì về cái đường dài
thế hệ này qua thế hệ kia đó, thì cái cửa hàng của các bạn nó phát triển thì khách khứa nó tới nó tấp nập. Còn nếu như mà các bạn mà chặt đẹp người ta đó thì các bạn chỉ có nhìn cái lợi trước mắt thôi. Các bạn nói ok, hôm nay gia đình này tới 20 người ăn. Gia đình này tới 20 người ăn. Ăn nhậu đồ, ăn uống đồ, thức ăn đồ, rau cải, thủy sản đồ gì đó, đồ nướng, đồ ngao sò ốc hến đó. Tổng chi phí là 4 triệu. 4 triệu cái họ tham, họ chặt đẹp mà, chặt chém mà. Họ kê khai lên 20-30% tiền bo tiền tiếp mà họ ghi vô, hả, ghi vô trắng trợn lên cái chi phiếu luôn. Ok. Cái chi phiếu này gia đình của này ăn nhậu xong là 1.8 triệu phải không? Rồi tính thêm 200.000, 260.000 tiền tiền bo vô nữa, bắt đầu hả? Đó, họ chặt đẹp mình. Thì cái người nhiều khi người ta lịch sự, các bạn biết, không phải là người ta ngu. Người ta không có muốn giống như là quê bạn bè trong gia đình, người ta không có thắc mắc, người ta cự cãi, các bạn biết không? Tại vì cái tình trạng mà sở dĩ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái nội dung này á, là chính cá nhân của gia đình của mình từng đi về Việt Nam, từng ăn trên, đi từ phi trường về miền Tây rồi ghé qua Tấp ăn á, từng bị người ta chặt chém. Đối với mình thì chặt chém 20-30 đô nó không thành vấn đề. Nhưng mà mình rất là tiếc cho cái chỗ đó đó. Nhưng mà sau này là nghe người ta đồn là cái chỗ đó nó dẹp tiệm luôn rồi. Thì kể cả ở bên Mỹ cũng vậy, mấy cái người mà làm chủ móng tay cũng vậy. Mấy cái người làm chủ móng tay á, người ta cũng không có cái tầm nhìn xa, người ta chỉ có thấy cái lợi trước mắt. Cái lợi trước mắt là cái gì? Cái lợi trước mắt á, là thấy á, tâm lý á, người Việt Nam của mình á, là cái người chủ á, thấy thích lợi dụng, giống như là công việc của mấy người thợ neo, người ta làm neo giỏi, người ta vô, người ta làm lợi nhuận, người ta đem khách cho mình. Thì thay vì á, các bạn biết mấy cái người đá gà không? Người ta chăm sóc con gà rất là kỹ, người ta nuôi, người ta cắt từng cái lông, người ta làm bằng mọi cách để con gà nó sung chặn, nó đá gà, đá độ để mà nó đem tiền về cho người ta, người ta nâng chiều nó. Thì cái người thợ neo hay cái người công nhân của mình cũng vậy. Thì cái văn hóa của người Mỹ là người ta đối xử với công nhân á, tốt á, người ta tin, người Tây phương người ta tin đó, người ta đối xử với công nhân của người ta tốt á, thì công nhân của người ta mới làm việc phát triển, đem lợi nhuận cho cơ quan hay cho xí nghiệp, cho một cái thương hiệu, cho một cái kinh doanh cơ sở, kinh doanh của người ta. Vì lẽ đó mà các bạn thấy ở bên Mỹ, toàn người dân Mỹ, người Việt Kiều, gốc người Mỹ gốc Việt mình làm việc ở Mỹ cũng vậy đó. Chủ Mỹ là bệnh là cho mình ở nhà và bao lương mình luôn, người ta lo cho mình vậy đó. Một năm chủ Mỹ cho công nhân là ít nhất là 2 tuần phép ở nhà chơi với vợ con, đi chơi. Và đồng thời là bao lương luôn, trả lương luôn, ở nhà 2 tuần chơi. Ba vợ của mình nè, ổng kể nè, ổng quanh năm suốt tháng ổng làm tới cái ngày mà ổng được chủ cho ổng nghỉ 1 tháng 1 năm cho làm lâu năm chủ của ba vợ mình cho nghỉ 4 tuần lễ cho ăn lương luôn á, mà ba của mình không chịu nghỉ, đến nỗi mà thằng chủ nó gặp người thân trong gia đình nó lắc đầu luôn. Tại vì nếu mà mình đi vô tới giống như tới cái định kỳ mà mình được phép mà mình nghỉ 4 tuần hay 2 tuần tùy theo hãng, tùy theo mình làm lâu dài, thì ba vợ của mình á muốn vừa vô làm 4 cái tuần đó, lãnh lương 4 cái tuần đó, rồi lãnh lên thêm 4 cái tuần mà chủ mà nó tặng thưởng cho mình nghỉ phép á. Có chỗ thì trung bình đại đa số thì 2 tuần, nhưng mà ba vợ của mình làm ngay cái chỗ đó nhiều năm quá đó. Ba vợ của mình làm cho cái hãng in đó nhiều năm, thì ông chủ đó ông thương, ông cho ba vợ của mình 1 năm là nghỉ 4 tháng, mà ba vợ của mình không chịu nghỉ. Thì tới cái định kỳ mà mình, tới cái ngày mà mình được quyền mình nghỉ ăn lương á, mình nghỉ phép á, nếu mình nghỉ ở nhà đó, mình cũng vẫn ăn 4 tuần lương hay 2 tuần lương, mà mình vừa nghỉ mà mình vừa ăn lương, các bạn biết không? Nhưng mà ba vợ của mình vô làm luôn, thì làm á là mình lấy cái tiền lương 4 cái tuần lương mình làm, rồi mình không nghỉ phép á, mình lấy được 4 cái tuần lương chủ á, nó bao cho mình nghỉ phép. Đại đa số là 2 tuần, nhưng mà cái chỗ của ba mình làm lâu năm là được 4 tuần. Đó, thằng chủ nó nói
tao kêu ba mày hả nghỉ dưỡng sức đi liền vì lấy vacation ở nhà đi, chủ trả tiền không chịu đó. Mình muốn nói là người chủ Mỹ là người ta lo cho công nhân của người ta chu đáo, không có tốt lành gì hết, có qua có lợi. Là người ta nghĩ nếu mà tôi lo cho công nhân của tôi tốt á thì công nhân của tôi là sẽ lo cho khách hàng, cố gắng phải không, tận tình đó. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì không có như vậy. Mình để ý mấy cái người chủ neo của người Việt Nam của mình á, cũng có một phần nhỏ người ta cũng có tặng Tết đồ, người ta cũng có chủ cũng có tặng vé máy bay đồ cho thợ neo đồ, trường hợp đó rất là ít. Nhưng mà mình nói đại đa số á, vì cái sành á, thì chủ neo mấy cái người chủ người Việt người Mỹ gốc Việt á không cho thợ mình tiền nghỉ vacation, Tết lễ tới không tặng quà. Cũng có một số người ta tặng quà chứ không phải là không có, nhưng mình nói đại đa số không tặng quà mà còn đè đầu mấy cái người công nhân lợi dụng công sức người ta đó. Thay vì người ta đi vô làm neo đi, mình nghĩ cái đường dài thì mai mốt á, mình lo cho cái người này, mình chăm sóc cái thợ neo này, người ta ở với mình bền thì mỗi một năm á, là người ta làm cho mình được thu lợi nhuận vô nó rất là nhiều. Còn bây giờ mà mình lợi dụng công sức, mình bắt người ta lau chùi, mình đì người ta đó, mình lợi dụng người ta đó, thì người ta nghỉ làm cho mình, thì tương lai á, là mình phải bị gặp rắc rối, là mình không có người làm, mình thiếu nhân công. Mình các bạn biết không, là do mình đối xử với người ta không tốt, mình lợi dụng công sức người ta, thì đâu có ai mà ở đời mà người ta làm cho mình miễn phí. Các bạn biết không, công việc của người ta đi vô làm neo mà. Đó là vì lý do tại sao mà có nhiều người chủ neo người ta nói tôi không biết tiệm tôi vì lý do gì mà thợ nó vô 2 3 tuần nó nghỉ, nó ra vô nó nghỉ. Nó nghỉ á, là phải có cái lý do là tại vì mình chỉ có biết cái lợi cho mình thôi, mà mình không có nghĩ cái lợi cho người ta đó. Người ta vô cái cuối ngày đó, mình bắt người ta hốt ghét lau chùi dọn dẹp đồ gì đó, thì công việc mà bàn của người ta làm dơ thì người ta phải vệ sinh. Nhưng mà ở đây mình nói có nhiều người người ta lợi dụng trên cái công sức đó nữa, các bạn biết không? Đó là người ta nhìn cái lợi trước mắt, nhưng mà cái hậu quả về sau đó là người ta mất đi cái nhân tài đó, cái người thợ đó. Thì khi người ta mất mất đi cái người thợ đó đó, thì lỡ như khách nó đắt vô cái tiệm mình, nó vô mình không có 3 đầu 6 tay, mình làm không có sể, thì khách của mình nó đi bỏ qua cái tiệm khác, thì dần dần cái tiệm của mình đó, cái thu nhập, cái income đó, nó một dài một đi xuống. Các bạn biết không, là do mình, cho dù mình có đăng báo, mình có tìm thợ vô đi nữa, mà cái bản chất của mình, cái tư cách của mình, cái tính của mình lợi dụng người ta, thì cái người thợ mới á, người ta cũng vào rồi vài ba tuần người ta cũng biết rồi, người ta cũng bỏ mình, người ta ra đi. Đó là tại sao có nhiều người chủ người nói tôi không hiểu tại sao mà tiệm của tôi mà thợ vô 2 3 tuần mà người ta nghỉ hoài đó. Còn mà nói về nhà hàng Việt Nam á, hầu như ngày nào gia đình của mình cũng đi mua nhà hàng Thác Ao hết đó. Lúc đó thì mình mua đồ ăn Tàu, lúc thì mình mua đồ ăn Thái, lúc thì mình mua đồ ăn Việt. Mình mua đồ ăn Việt là đại đa số. Mình xài tiền mình đi mua nhà hàng Việt rất là nhiều. Nhưng mà ở đây á, là mình nói công bằng chứ không phải là mình chê bai mấy cái nhà hàng Việt Nam. Mình mỗi một ngày á, gia đình của mình đó là mỗi một ngày là đi ra ngoài ăn đều đặn nhà hàng, tất cả nhà hàng ở trên Boston là người ta nhìn mặt mình là người ta biết mình là ai à. Kể cả mình đi vô mình mua thắt ao cũng vậy nữa, mình cũng lịch sự lắm, mình cũng cho người ta tiền bo đàng hoàng chứ không phải là mình đi vô mình ngồi ăn, người ta phục vụ, người ta bưng dĩa đĩa ra tiếp đãi mình là mình bo, mình thắt ao vô mình cũng bo nó. Nhưng mà mình khen á, mấy cái người nước ngoài ấy, người ta làm việc rất là hay, người ta đầu tư rất là hay. Chẳng hạn như cái nhà hàng Thái ở dưới Fuse Corner đó, nó tên là cái nhà hàng Just Thai đó. Cái nhà hàng đó đó mình ít có đi mua đồ ăn lắm, nhưng mà tới những cái lễ lộc rồi đó, các bạn bà xã của mình bà làm chứng luôn đó. Cái người chủ nhà hàng đó đó, người ta muốn giữ chân mình, muốn câu mình đó, người ta tặng cho mình một món ăn miễn phí luôn. Giống như mình vô mình mua 2 phần đi phải không, hay là 3 phần đi, xong cái người ta có những cái món gì đặc biệt của cái tiệm của người ta
cái món đặc biệt á, như là rau cải xào đó vậy đó. Người ta xào cho một cái thố vậy đó, người ta bỏ vô, người ta viết lên cái chữ là cái món này á, là nhà hàng của chúng tôi tặng cho anh luôn. Cái chiêu thức đó rất là hay các bạn. Người ta làm như vậy á, là thật sự luôn tâm lý. Tại vì mỗi một lần mà mình với bà xã của mình mà nhớ lấy người ta tặng cho mình đồ ăn á, là mình lúc nào mình cũng không có nở lòng nào mà mình quên người ta. Mình luôn luôn á là mình nghĩ tới cái giống như có qua có lợi đó, người ta cho mình đồ ăn á, là thỉnh thoảng mình không có thèm đồ ăn mình cũng tới mình mua mình ủng hộ người ta nữa. Còn trường hợp nhà hàng Việt Nam á, thì tất cả nhà hàng Việt Nam á, thì có nhà hàng Ánh Hồng. Cái nhà hàng Ánh Hồng bây giờ dời xuống Phở Hòa đó. Cho nên người ta không hiểu tại sao mình trung thành với cái nhà hàng đó. Mình rất là trung thành với nhà hàng Ánh Hồng. Có một lần nhà hàng Ánh Hồng á, tặng cho mình một cái hộp thịt. Tại vì thường thường á, mình mua cơm hộp á, hồi đó tới giờ là nhà hàng Ánh Hồng hay là bất cứ nhà hàng nào, mình mua cơm hộp á, là người ta bỏ thịt rau cải trong một cái hộp thôi. Nhưng mà có một lần đó nhà hàng Ánh Hồng á, bỏ một cái hộp thịt đó, một cái hộp thịt không á, kèm theo trong các cái phần mình order đó, tặng cho mình một cái phần thịt đó. Trong các cái nhà hàng Việt Nam trong vùng Boston á, là có cái nhà hàng Ánh Hồng, mình phải nói là mình khen, mình rất là trung thành. Đó là cái điểm người ta làm ăn. Còn có một cái nhà hàng ở đây á, là mình đang nói trong cái clip này á, là mình không có chê nhà hàng, mình đang nói là về cái người Việt Nam, cái văn hóa người ta chỉ có nhìn cái lợi trước mắt thôi, mà người ta không có biết về cái hậu về sao, cái hậu là như thế nào. Ở dưới Quincy mà kế có cái nhà hàng Việt Nam á, mình không có nói tên, nó nằm ở bên cạnh nhà hàng bánh mì Lê á, có cái nhà hàng Việt Nam, quán phở á, phở Việt Nam á. Hồi xưa tới giờ đó là mình đi vô mua đồ ăn thường lắm, mấy cái nhân viên làm việc ở trong cái nhà hàng đó, người ta gặp mặt mình người ta biết. Suốt 2 năm mà bị phong tỏa, mà bị tình hình đại dịch đó, là cách vài ngày vậy là gia đình mình tới hả, là mua 3 phần ăn trong cái nhà hàng đó đó. Thì mình mua hồi đó về cái giá bún chậu tôm thịt nướng á, cái giá của nó là nó bình thường thôi. Xong không biết bỗng sao, cách nay mấy tháng mình đi tới á, là người ta tính mình thêm tiền. Thay vì tính mình thêm tiền thì mình biết á, là do tình hình nó lạm phát rồi đi, cái đó mình hiểu đi. Thay vì người ta tính á, người ta nói á, là ok, cái phần cơm này á, là giống như hồi xưa đó, mình mua 15 đồng, bây giờ người ta là người ta tính mình 20 đi. Người ta không tính như vậy. Mà hồi đó tới giờ mình vẫn ăn cái món đó là bún chậu tôm thịt nướng mà. Xong cái cách này 1 tháng á, cái nhà hàng đó đó họ đề gõ ra trên cái biên lai luôn. Họ nói là một cái phần bún chảo tôm thịt nướng á, 15 đồng. Nhưng mà cái phần mà chảo tôm á, là tính riêng ra. Họ viết cái chữ riêng ra, 6 đồng mấy. 6 đồng mấy mà mình với bà xã của mình ăn hai phần là chạy ra là 12 phần. À, chạy ra 12 đồng mấy. Hai phần. Các bạn biết không, mỗi một phần họ tăng lên. Thay vì họ tăng lên, thí dụ như từ 15 đồng họ tăng lên 20 hay là 20 mấy đồng, mà họ đừng có nói, giống như họ chỉ có tính một cái giá phần ăn đi, mà cái này họ nói là họ tính riêng ra 6 đồng mấy chục sen là cái tiền chảo tôm. Mà hồi xưa tới giờ là họ không có tính mình vậy, các bạn biết không. Ở đây mình không có che mắt, mà mình thấy cái chuyện làm ăn nó không có trung thực, nó không có transparency. Mà cái nhà hàng đó biết mình lúc nào mình vô mình cũng bo rất là sọp, trung bình là 5 đô la. Mình vô mình thắt ao mình bo 5 đô la. Mấy cái nhà hàng đó, nếu mà người ta coi trong cái clip này là người ta nhớ mặt mình. Sau lần đó đó là mình sẽ không trở lại nhà hàng đó luôn. Đó là mình thấy người ta làm ăn không có transparency, là không có minh bạch. Cái hậu là như thế nào? Cái hậu là từ nay trở đi là người ta mất đi cái mối của gia đình của mình. Các bạn biết không? Nhưng mà đừng, người Việt Nam của mình đó, đừng có nên mà động cái đó. Ôi, anh không tới mua thì thôi chứ. Cũng giống như mấy cái người chủ tiệm nail, hồi trước đây mình đi làm nail vậy đó. Cần thợ người ta thì cần thì nói thật thà đi cho người ta thương. Sợ cái bắt đầu, sợ thợ nó làm chảnh, làm eo cái nói
người chủ á, người chủ neo á, phải thôi chứ thợ giỏi cũng đuổi luôn đó, bắt quá hả, làm một mình ôm tiệm, làm một mình cũng làm đó. Đó rồi cái các bạn thấy không, cái bắt đầu cái kiểu như dặn lẫy kiểu như vậy, cái bắt đầu cái cuối cùng cái thợ đó nó không thích, nó tự ái, tại vì tự nhiên cái bắt đầu người chủ neo nói bây giờ thợ giỏi hả, phải không được thì cũng đuổi luôn, một mình ôm cái tiệm ngồi làm cũng được đó. Đó cái bắt đầu cái quanh năm suốt tháng cái tiệm móng tay nó đi xuống là tại vì không có thợ. Cái tiệm móng tay á nó quan trọng lắm, mình phải cần có thợ làm, thợ nó ngồi với đó rồi từ từ nó biêu khách lên, dần dần nhẫn nại. Còn mà khách á, mà người ta vô mà người ta chờ đợi lâu quá không có thợ á, ở xứ Mỹ mà các bạn thấy người ta lái xe không, khách nó lên xe nó không nhẫn nại kẹt xe, nó còn chỉ chỗ mình chạy đừng tắt nữa. Khách nào mà nó vô tiệm mình mà nó ngồi, ok ngồi đợi nửa tiếng 15 phút cái đó mình không nói, không có người khách nào mà nó ngồi đó nó đợi mình 40 phút, 1 tiếng, 2 tiếng cái đó. Nó lỡ các bạn biết không, nó lỡ nó đợi rồi kỳ tới nó không tới nữa. Thời gian người ta là tiền bạc mà các bạn phải hiểu. Vô làm móng tay đợi 15 phút ok, đợi nửa tiếng ok, nhưng mà đợi 40 phút mà tới 1 tiếng, 2 tiếng là người ta không có đợi được. Đó cái văn hóa của người Mỹ á, người ta bích lòng mình cái gì á, ai mà sống ở Mỹ á là người ta đều hiểu hết á. Mình đi tới nhà hàng của người Mỹ mình ăn, hay mình đi tới gặp phim, hay là mình đi máy bay, bất cứ cái gì mà người ta mích lòng mình á, kể cả quán cà phê cũng vậy nè. Cách nay một tuần lễ nè, mình bỏ khách ở trên gần Brighton á, ở gần cái trường đại học Boston College á, ở trên đường Beacon á. Mình đi vào một cái quán cà phê Dunkin' Donuts, thì mình mua một cái ly trà đá. Mua một ly trà đá thì cái nhân viên á, người ta sơ ý, người ta không có biết là người ta đã bán hết trà đá rồi. Xong cái người ta tính tiền mình xong xuôi, cái người ta quay qua người ta xin lỗi là bây giờ chúng tôi hết trà đá rồi, anh có thể anh đứng qua một bên anh chờ 5 phút để nhân viên của tôi pha trà đá mới không? Bây giờ lỗi của chúng tôi là bắt anh đợi 5 phút, chúng tôi tặng cho anh một hai cái bánh donut miễn phí. Nhưng mà mình lịch sự, mình tại vì cái bánh donut có 1 đồng mấy nó không có đáng, mình không có tỏ lòng tham. Với lại ăn ai mà người ta ăn uống á, mà người ta kiên, người ta biết ăn những cái thức ăn mà donut đồ mà Burger King đồ nhà hàng nhanh á, nó không có tốt cho sức khỏe. Đó cho nên mình lịch sự, mình nói ok 5 phút không có sao, mà thật sự mình cũng nhẫn nại. Mình đi ra cửa, mình đi lòng vòng, mình nhìn tới nhìn lui, mình thông quan không cảnh luôn. Đó thì đó là cái cách người ta giữ chân mình. Các bạn thấy không, cái văn hóa của nước ngoài không, người ta không chặt đẹp mình mà người ta còn tặng mình nữa. Còn trước đây mấy năm á, mình với bà xã của mình đi về Việt Nam á, thì trên cái chuyến đường đi á, là đi vào mùa đông á, cái bị bão tiết á, ở bên Nhật á, nó bị delay hãng máy bay. Thì nó bị delay á, là cái hãng máy bay á, là nó bao khách sạn của mình, xe buýt đưa đón rồi nó lo cho mình từ A tới Z luôn. Nó không cho mình ngủ ở trong phi trường ở bên Nhật á, phi trường Nhật á. Bà xã của mình làm chứng luôn. Xong cái bắt đầu tối xuống ở trong khách sạn á, khách sạn mà hãng máy bay của Nhật mà người ta chở mình về, người ta ngủ để ngày mai có máy bay mới đi á, là do máy bay nó bị đình á, nó bị trễ chuyến, nó bị delay á. Tối á, người ta đi tới cái từng cái phòng á, người ta thảy cái phiếu vô $200, phiếu cấp bền vô á, $200 cho mỗi một phòng luôn. Người ta đặt ở dưới cái cửa, nó có cái hẻ vậy nè, người ta đẩy cái phiếu đó vô, thì mình đọc trên cái phiếu đó, thì cái phiếu đó họ giải thích là do lỗi của họ đình trễ máy bay vậy đó, là họ tặng mình cái phiếu này. Nếu mà lần sau á, mà mình mua vé máy bay á, là mình dùng cái phiếu $200 này mình trừ nó ra, tiền mà $200 mà đó. Thì nếu mà người ta làm như vậy á, thì mai mốt á, là mình không có giận người ta luôn. Tại vì các bạn biết á,
delay máy bay người ta mà định, thí dụ như đáng lẽ là người ta ngày hôm nay người ta bay vô gia đình của người ta đang ở phi trường, người ta hẹn đồ sẵn xuôi rồi, bỗng dưng cái đùng cái chuyến bay nó dời qua ngày hôm sau, mà gia đình của mình người ta đang chuẩn bị thuê xe đồ ra phi trường tăng sĩ nhất đồ người ta đón bên này nọ vậy đó, người ta bực chứ. Nhưng mà sau khi mà nó phát cho mỗi một người một cái chi phiếu 200 đô á, chẳng những á, mà người ta không giận nó mà người ta còn mát gan mát dạ nữa, các bạn biết không. Mà từ hồi đó tới giờ mình không có nghĩ xấu về. Còn nếu mà họ làm ăn mà kiểu cách bên Việt Nam á, mà máy bay delay mà không có đền bù cho khách hàng á, là mai mốt á là người ta giận, người ta nhớ, ô cái hãng máy bay đó tao kỳ rồi, tao đi hạ bảo tiếc đồ nó delay tao vậy đó, cái thằng Vietjet Airlines, cái thằng Viettravel đồ gì đó, người ta không có thèm đi nữa. Còn nếu như mà mấy cái hãng máy bay này mà người ta tặng quà, người ta đền mình á, thì người ta giữ chân. Đó là cái cách của mấy cái người Tây phương, người ta làm ăn, người ta nhìn về cái đường dài, các bạn biết không. Cái ý của mình mà muốn chia sẻ trong cái clip này á, là mình muốn nhắm tới mấy cái người ở Việt Nam mà làm ăn chặt đẹp á. Sau khi mà mình nghe, sau khi mà mình hy vọng người ta xem cái clip này, người ta nghe những cái chia sẻ của mình á, mà người ta đổi cái cách làm ăn theo mấy cái người phương Tây á, đừng có chặt chém. Mấy cái người mà kinh doanh tiểu thương ở trong nước á, đừng có chặt chém người ta. Thì tương lai đó là người ta sẽ làm ăn phát đạt. Đó là vì lý do tại sao mà mình với bà xã của mình mà mỗi lần mà đi về quận Cam, mình hay đi tới cái quán nước mía đó. Mỗi lần đi về Việt Nam á, là mình hay đi tới cái quán của cái bác nọ. Đó là cái lý do mà người ta không có chặt đẹp mình. Còn mà những cái nơi mà người ta làm xấu mình, người ta chặt đẹp mình á, là người ta mắc mình vĩnh viễn luôn. Quan trọng lắm nha các bạn. Các bạn đừng có nói ôi, anh đừng có ỷ anh có tiền. Nói các bạn nói như vậy là các bạn nói lẫy. Nói không có làm ăn như vậy là không có khiêm nhường. Người Nhật người ta cúi đầu xuống, người ta có lỗi, người ta sorry, người ta làm như vậy là người ta khôn. Người ta lùi một bước nhưng mà người ta tiến được. Không phải cái vấn đề là anh đừng có ỷ anh có tiền, anh tới anh mua đồ ăn, anh mua thôi. Cái vấn đề ở đây á, là anh làm đẹp lòng tôi á, là anh kéo được cả bạn bè dòng họ tôi tới. Mà anh mắc tôi á, là anh mắc 100 người khách. Tôi sẽ đi ra ngoài tôi nói cái tiệm đó, giống như bây giờ mình đang kể cho các bạn về cái quán nhà hàng ở bên Quincy. Mà không phải là cái nhà hàng ở Quincy không đâu nha. Ở Quincy có một cái nhà hàng nữa, mình cũng gặp sự cố trong cái nhà hàng này nữa. Các bạn biết mà, ai mà sống ở Boston mà người ta biết ở dưới Quincy mà nó có cái chợ Cẩm An á, chợ Cẩm An á. Thì ngày xưa đó là gia đình của mình nó là đi tới một cái tiệm phở, nó nằm ở bên cạnh Cẩm An á. Ngày xưa đó là chủ cũ, những cái người mà người ta chiêu đãi viên tiếp đãi trong cái nhà hàng đó, đó là người ta đều biết gia đình của mình. Gia đình của mình đi tới ăn mỗi tuần luôn. Thì sau thời gian mà nước Mỹ bị đại dịch phong tỏa đó, mình cũng hàng tuần mình cũng có tới mình mua thắt ao. Mình mua thắt ao là tại vì trong cái thời gian mà phong tỏa đó, người ta không có cho mình vô ngồi, chính phủ người ta cấm. Chỉ có đi tới rồi mua mang về thôi, mình cũng tới đó hàng tuần. Mấy cái người chủ người ta, chủ cũ người ta đều biết mình hết, gia đình mình hết á. Quy lực của gia đình của mình đi ăn á, là mình dựa theo lực. Lực của tiểu bang của mình á, là phải cho tiền tiếp á, tối thiểu là 15%. 15% là mình nói về mấy năm trước á. Thì thường thường á, gia đình của mình ăn 3 người á, mỗi một phần ăn á 15-16 đô. Mà mình cho tiền bo đó là thấp nhất á là 10 đô la. Thấp nhất á là 10 đô la. Thì mấy cái người chủ cũ trong cái nhà hàng á, người ta biết gia đình của mình tới lúc nào ông chủ cũng bắt tay mình, ô sao mấy đứa con anh khỏe không, lâu quá anh chị không ghé đồ qua ăn. Thì gia đình của mình cũng tới lui bình thường vậy đó. Không hiểu làm sao bỗng một ngày cái tiệm nó bán cho cái người chủ mới. Bán cho cái người chủ mới thì gia đình của mình cũng tới ăn bình thường vậy đó. Cái hôm nọ, cái nhà hàng này là nhà hàng khác nữa nha, chứ không phải là cái nhà hàng mà hồi nãy tính mình chảo tôm, là cái nhà hàng chảo tôm là nhà hàng khác nữa, cũng ở trong cùng một quận Quincy nữa. Thì gia đình của mình, hai vợ chồng mình,
hai đứa con trai mình, đứa con dâu mình, đứa cháu nội mình, đứa em vợ mình, đứa cháu con trai của đứa em vợ của mình, là tổng cộng đâu gần cả 10 người vậy đó. Thì mình là ăn nhà hàng mà trước khi mình đi vô mình ngồi là mình đã biết mỗi một phần ăn trung bình là bao nhiêu, mỗi một ly nước là bao nhiêu, mình đã tính nhẩm hết rồi trước khi mình đi vô rồi. Đó, đây là chủ cùng một cái nhà hàng đó mà nó nằm ở bên cạnh chợ Cẩm Anh á. Cùng một cái nhà hàng nhưng mà chủ mới. Ở đây mình muốn chia sẻ để cho các bạn á, là rút kinh nghiệm. Tại sao mà tiệm của người ta làm ăn được mà tới lúc mình vô mình làm ăn không được. Các bạn đổi thừa là do thời, không phải thời đâu, do mình điều hành. Cái cách của mình điều hành mà nó cũng dính cái chuyện mình sắp kể, nó cũng dính với chuyện tới cái vấn đề là người ta chỉ có nhìn cái lợi trước mắt mà người ta quên đi cái hậu về sau. Nhà của mình ở trên quận Dorchester, mà ở trên quận Dorchester có rất là nhiều nhà hàng nấu đồ ăn cũng ngon, như là nhà hàng Ánh Hồng, Phở Hòa, Phở Lê, đồ vân vân vậy đó. Nhưng mà mình muốn chạy đi tới Quincy á, nó hơi xa một chút, mình đi vừa ăn xong rồi mình tấp qua mình mua chợ luôn một công là hai ba việc, các bạn biết không. Đó thì 4 năm độ năm về trước, gia đình của mình đi tới lui ăn với cái người chủ cũ ở trong cái nhà hàng đó đó. Thì nó bình thường thôi, ai cũng quen biết mình đó. Thì tới cái người chủ mới thì mình gặp cái sự cố. Thì giống như lúc nãy mình kể, gia đình của mình đâu con cháu, vợ chồng, cháu nội gì, con dâu gì đó, đâu gần cả chục người vô ăn. Thì ăn cái chầu đó đó, họ tính họ kê cái tiền, họ tính sẵn tiền tiếp luôn. Thường thường á, là mình ăn cái chủ cũ á, tất cả các nhà hàng khác ở trong vùng Boston không bao giờ mà người ta tính tiền tiếp sẵn cho mình. Nhưng mà cái chủ đó đó, mình nghĩ chắc người ta ở Việt Nam mới qua hay ở xuyên bang vậy đó. Cái cách điều hành người ta làm không có đúng. Đúng ra đó, thí dụ như thường thường á, là các bạn ăn một cái chầu đó đó, một cái bill đó là 100 đô đi. Thì một hồi nữa mình dựa theo phần trăm, mình cho tiền tiếp riêng. Nhưng mà cái chủ của cái nhà hàng đó đó, họ ghi luôn, họ ghi tiền tiếp ở trong đó luôn, ghi sẵn luôn. Giống như họ sợ mình không cho họ vậy đó. Họ có quyền làm như vậy. Họ có quyền ghi, ở đây mình không có nói là mình chê họ không có nên làm như vậy. Họ có quyền ghi tiền tiếp. Nhưng mà họ thiếu trung thực là ở cái chỗ này, họ không có transparent, họ không có minh bạch là cái chỗ này. Thì mình tưởng đâu là hồi nào tới giờ mình ăn mấy cái chủ cũ ở đó đó là mình cho tiền tiếp riêng, phải không? Với lại mình ký bill á là mình không có coi từng chi tiết. Tại vì mình biết được một phần ăn là trung bình 15 16 đồng, một ly nước là 4 5 6 đồng. 10 người thì 150 nước nôi nữa thì 10 người 10 phần thì trên 100 đồng. Là cái chuyện đó là mình bình thường, tại vì mình là dân mua đồ ăn mỗi ngày mà, phải không? Mỗi một món ăn á, là cơm hay là phở là 15 đồng, thì 10 món là 150 đó. Cái chủ cũ á, thì mình cho tiền tiếp riêng, nhưng mà cái chủ mới này người ta ghi cái tiền tiếp ở trong cái phiếu luôn, người ta tính sẵn cho mình tiền tiếp luôn, thì người ta có quyền làm như vậy đó. Nhưng mà cái ở đây không có minh bạch là cái chỗ này. Mình tưởng tượng giống như người chủ cũ vậy đó. Cái đứa em vợ nó, mình trả bill, đứa em vợ nó bỏ tiền tiếp ra 15 đô. Tiền mặt á, mình thảy vô 5 đô nó là 20. 20 là mình cho theo cái phần trăm á. Phần trăm là tổng trên, nói chung là tính ra 15% đi, là 20 đồng là 15%. Đó. Cái người nhân viên đó các bạn, mình đưa 20 đồng tiền tiếp tiền mặt á, người ta lấy luôn. Mà người ta đã ghi tiền tiếp ở trong cái bill rồi. Thì thay vì người ta minh bạch, người ta thật thà, trung thực thì người ta nói cho mình biết một tiếng đi, nói xin lỗi anh chị, tiền tiếp là chúng em đã ghi rồi. Nhưng mà họ âm thầm họ cầm 20 tiền tiếp rồi họ đi luôn. Rồi họ muốn lấy cái tiền tiếp mà họ đã tính mình ở trên cái bill nữa. Các bạn biết không? Là tổng cái chậu ăn nó là 180 mấy đô. Nhưng mà nếu mà không có tiền tiếp là khoảng chừng 150 mấy đô à. 150 mấy đô là thế má đồ luôn á, mà người ta cộng 20 mấy tiền tiếp vô luôn đó. Thì ở đây á, là người ta không có trung thực á, là người ta đã lấy tiền tiếp của mình trên cái hóa đơn rồi, mà người ta muốn lấy mình tiền tiếp luôn, cái tiền mặt của mình đưa luôn, mà người ta không có nói cho mình biết.
phải chi người ta nói là anh ơi, anh không có cần phải cho tiền tiếp, nếu mà anh cho là cái này là cho thêm tiền tiếp của anh, là nhà hàng của chúng tôi là đã ghi trên cái hóa đơn rồi. Họ không có nói, họ âm thầm luôn. Thì mình với đứa con trai của mình chắc nghĩ dạo này do cái tình hình lạm phát nó hơi mắc một chút. Cái đứa em vợ nó nói, ủa 10 người ăn mà làm gì mà tính cái bill tới gần 200 đô. Là đứa em vợ nó coi coi cái đứa con trai với mình còn binh cho nhà hàng đó chứ, nói chắc không phải gì đâu, không phải tiền tiếp hồi nào giờ người ta đâu ghi vậy đâu. Đứa em vợ mình nó coi từng chi tiết, nó nói nè họ ghi nè 26, 27 đồng tiền tiếp vô cái hóa đơn nè. Đó, đứa em vợ của mình nó kêu mình lên lấy tiền, là tại vì tiền tiếp là của nó. Nó kêu mình, nó nhờ mình lên lấy giùm, mình lấy lại cái tiền mặt đó. Ở đây á, mình muốn chia sẻ như vậy nè. Cái lợi trước mắt á, là người ta muốn tiền của mình là tiền tiếp phải không? Người ta muốn hai đầu tiền tiếp, người ta đã ghi vô rồi, mình đưa tiền mặt người ta muốn giữ luôn. Đó là cái lợi trước mắt người ta muốn. Nhưng mà cái hậu về sau á, là từ nay trở đi là người ta mất cái mối của gia đình của mình. Các bạn biết gia đình của mình ăn cái chầu đó là 10 người. 10 người các bạn nên nhớ nha, không phải là người nhà hàng đó mà người ta mắc một người khách đâu, mà người ta mắc 10 người. Rồi 10 người này á, hai vợ chồng với đứa con dâu, đứa con ruột của mình với đứa con dâu á, từ nay trở đi nó còn không tới nó ăn nữa. Tại vì một cái chỗ mà các bạn đi tới, các bạn ủng hộ mà tin tưởng băng giao làm ăn mà người ta thiếu trung thực là mình không thể nào mình tiếp tục mình làm ăn nữa. Đó, cái lợi trước mắt á, là người ta tính cái hóa đơn của mình á, là nó hơi cao, là người ta cộng thêm cái tiền tiếp. Nhưng mà từ nay trở đi á, là người ta sẽ mắc cái mối của gia đình của mình vĩnh viễn luôn. Đó là cái hậu về sau. Còn mấy cái người Tây Phương á, ai sống ở bên Mỹ người ta cũng biết hết á. Ví dụ như người mình đi vô mình đặt hàng đi, mình đặt ví dụ như mình mua heo quay đồ đi, mà lỡ như mà người ta giao mình không có đúng hẹn á, là người ta thường thường người ta đền cho mình, người ta tặng cho mình cái chi phiếu, kỳ sau anh mua đi là tôi có cái chi phiếu này tôi bớt cho anh 20-30%. Đó, người ta làm như vậy là người ta nghĩ về cái hậu, người ta giữ chân của mình. Còn mà người Việt Nam của mình là làm bất chấp, kệ nó, anh đừng có ý anh không có tiền, anh không có tới đây ăn thì mai mốt. Nhưng mà họ quên rằng á, mình kể cho 100 người nghe là người ta sẽ để ý tới cái tiệm đó liền à. Các bạn hiểu không? Đó là người ta chỉ có biết cái lợi trước mắt thôi, người ta không nghĩ cái hậu về sau. Bây giờ từ đây chứ đi nè, mỗi một lần gia đình của mình mua đồ take out 3 phần ăn 45 đồng, 10 lần á là 450 đồng, 100 đồng là 100 lần là bao nhiêu, 1000 lần là bao nhiêu, người ta không có nghĩ cái chuyện đó. Các bạn biết không, người ta nói cái bà anh đừng có ý anh có tiền, anh không có tới ủng hộ thì thì các bạn cứ từ từ đi, rồi mai mốt á đừng có bị ế ẩm lên lỗ lã, rồi đừng có nói ồ tại sao cái người chủ trước người ta làm ăn được còn tôi làm ăn không được. Các bạn hiểu không? Rồi kể cả mấy cái người chủ neo cũng vậy. Ở đây mình nói là các bạn nghe các bạn thấy cảm giác khó chịu, nhưng mà các bạn suy nghĩ kỹ một chút đi, các bạn rút kinh nghiệm những cái điều mình nói đi. Nếu mà các bạn làm chủ neo phải không, các bạn phải chăm sóc cho người thợ của mình đàng hoàng chu đáo, thì người thợ của mình á, người ta phải chăm sóc tiệm của mình chu đáo, chăm sóc của khách hàng của mình nhiệt tình. Cho nên tại sao người Mỹ người ta cho mình tiền bảo tiền nghỉ phép mỗi một năm, rồi mình bệnh người ta cũng cho mình tiền bệnh luôn, người ta cũng cho mình ở nhà, người ta trả lương mình luôn. Nó gọi là sick day đó. Sick day là nó cho mình những cái ngày mình bệnh mà nó trả lương mình luôn đó. Rồi mình nghỉ rồi nó còn cho mình ăn thất nghiệp nữa. Còn cái đằng này người ta làm neo mình Tết mình không tặng quà cho người ta, không mua vé cho người ta, vé máy bay tặng quà cho người ta. Ở đó mình còn lợi dụng người ta lau chùi dọn dẹp cho tiệm của mình. Đồng ý, bạn nói là anh làm thì anh phải dọn dẹp, nhưng mà người ta là dọn dẹp ở trong cái bàn làm việc, cái phòng làm việc của người ta thôi. Bây giờ tôi là nhân viên, tôi đi đến cơ quan tôi làm, tôi có một cái bàn làm việc của tôi ăn uống tôi xả gác ở trong cái chỗ bàn làm việc của tôi, thì tôi có chị nhiệm vụ của tôi là tôi vệ sinh ở trong cái chỗ đó thôi.
Tại sao lợi dụng tôi, bắt tôi hút bộ cho cả tiệm? Tại sao phải kêu tôi đi vô chùi bồn cầu? Các bạn biết không, rồi bắt tôi giặt khăn, xếp khăn đồ tùm lum tùm la hết đó, lợi dụng nhiều chuyện. Thì người ta không thích người ta nghỉ, đâm gà cái nói ôi chị không hiểu làm sao cái tiệm của chị hả, nhận thợ vô ngồi đây hả, đắp mới có chút xíu à, chưa hết hũ bột nữa, hũ bột mà làm món giả đó là nó nghỉ rồi. Có cái chị kia kìa sang tiệm luôn, ở đường Boy Austin đó, lớn tuổi đó, khó khăn quá, khó khăn quá, đòi hỏi đủ thứ đó. Thợ vô 2-3 ngày rồi người ta nghỉ giết rồi, bà không có ai làm rồi bà bán cái tiệm của bà luôn. Mình có quen người đó. Là Cộng sản Việt Nam họ điều hành đất nước, họ điều hành quốc gia nó cũng như vậy, nó cũng quan trọng lắm. Đừng có ỷ mình phải đầu tư vô cái đường dài, mình phải bỏ tiền ra nuôi cho con cháu nó ăn học miễn phí cho nó ăn trưa đi. Rồi mai mốt nó trở thành tài, nó làm việc, nó cống hiến cho đất nước của mình, nó đóng thế cho mình, nó bảo vệ nước Việt Nam cho mình. Còn cái đằng này hả, đè đầu xuống bắt người ta, con người ta đóng tiền học phí, tự hả bỏ tiền ra ăn trưa. Đương nhiên người ta không có khả năng, người ta nói bây giờ tôi nghèo, tôi không có tiền, con của tôi biết chữ biết viết cho nghỉ học, thì lấy đâu ra nhân tài mà ở đó bày đặt nói đạo đức tấm gương Bác Hồ vĩ đại, cái con bà cái con quái gì. Mà mình phải lo cho người dân của mình đàng hoàng, giống như người Mỹ nè, thấy không, chính phủ Mỹ lo cho mình nè. Bây giờ mình kêu hai đứa con của mình nó đóng thế, hai đứa con của mình nó đâu bao giờ nó than phiền cái chuyện nó đến thế đâu, nó đóng thế đâu đó. Tại vì những cái lúc mình cần á, mình nghèo khổ thì chính phủ lo cho mình, thì khi mà chính phủ cần mình á là mình lo lại, có qua có lại, các bạn biết không. Còn cái đằng này mà đè đầu con người ta, cởi cổ người ta, không cho người ta tự do, cấm đoán đủ mọi điều hết á, không cho tiền của người ta đi học, không cho tiền người ta đi khám bác sĩ, không có môi trường, nó không có tốt. Mà tối ngày mà viết báo kêu gọi nhân tài, cái thằng nhân tài khùng nào mà nó đi về Việt Nam mà nó làm việc trên cái môi trường mà độc tài độc đảng, không có chuyện đó, đừng có nằm mơ. Mình hứa chắc với các bạn luôn á, Cộng sản nó đừng có nằm mơ. Mặc dù cái câu chuyện của mình kể ở đây á, là cái lợi trước mắt á, nó cũng dính líu về cái sự điều hành của cả một cái quốc gia, điều hành cả một cái quốc gia, nó y tương tự như là mình điều hành một cái tiểu thương vậy đó. Ông Tổng Bí Thư là cái gì? Ông Tổng Bí Thư là một cái ông hội đồng quản trị, tương đương với một cái ông hội đồng quản trị ở trong một cái cơ quan xí nghiệp, ở trong một cái lĩnh vực kinh doanh nào đó. Ông điều hành, các bạn biết không, mà ông điều hành mà ông không có lo cho công nhân của ông, thì làm sao mà công nhân của ổng ở đó đó, nó tiếp tục, nó phát triển, nó giúp lại cho ổng, cho đất nước, nó giàu mạnh, nó phát triển lên. Các bạn tin mình đi, mình có cái tầm nhìn, mình biết ở Việt Nam bây giờ, người ta ai cũng rất là mơ hết á. Ô, Việt Nam mai mốt sẽ xây cái này, xây cắt cái kia. Không có đâu. Việt Nam á hả, 100 năm nữa đó là chỉ mới có bằng được Thái Lan thôi. Bằng Thái Lan là chỉ có trong cái ao làng mà thôi. Muốn bằng châu Âu á là phải mất 1000 năm nữa, muốn bằng châu Mỹ á là phải mất 1000 năm nữa. Lương á cho người dân Việt Nam á phải là 10-20 ngàn đô một năm. Chứ bây giờ hả, lương có 20-30 năm mà ở đó mà nói đất nước của mình ngon, cái con bà con quái gì đó. Ok, bây giờ video nó cũng khá là dài. Trưa thứ hai ngồi nghỉ giải lao, uống trà đá, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn đầu tuần thật là nhiều mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại trong những clip kỳ sau.